Không có chị nào chị Hùng hết đó má. Một là chị Hùng anh. Tưởng chị với chị Hùng. Vô đi mấy em ơi, vô 500 người, ngàn người ủng hộ đi. 2 giờ sáng chết quận 3. Còn 3 bịch cuối cùng em ủng hộ giùm chị nha. Còn 3 bịch cuối cùng của cha đưa cho em nó đi, 90.000. 3 bịch. Bốn bịch luôn hả? Lấy bốn bịch luôn hả? Bốn bịch là không đủ rồi, không có đủ. Bốn bịch là không có đủ. Không có đủ. Gái. Ê, giấu ba, giấu 50 bịch kia qua bên nha. Còn 3 bịch cuối cùng à. Trời ơi là trời, hỏi mấy đứa này hên ghê á. Ai lửa vô nói 5 bịch, còn 5 bịch cuối cùng. Hồi bữa kìa má, kể cho nghe vui lắm. Má kia chạy lại, chị bán em bịch bánh trắng. Trời ơi cưng, chị còn có 2 bịch cuối cùng ủng hộ cho chị đi. Thì bà vừa mua xong xuôi không? Cái ông kia ông lấy xe là ông lại nói, ủa chị còn bánh tráng không? Còn, bà kia bà đem đưa tiền bà làm, nói gì vậy? Thiệt luôn, cái bữa đó là có anh Hồ hay ai làm chứng nè. Có dán tiền không chị? Thôi 10 ngàn. Thôi 10 ngàn hả? Kệ đó. Hả? Cười, trời tao cười tới giờ em điếc hay gì vậy? Ê, nghe 20 ngàn có ai đẹp vậy? Giống như tối tôi bị vậy luôn á. Trời ơi là cái à. Về đi BD. Đứng ngay em, đứng ngay em chụp coi. Được. Nè. Bỏ tập. Bình thường trời, tôi đã cố tình tôi làm xấu rồi. Thì đâu còn cái gì để xấu cho tôi nữa đâu. Hồi bữa lại lại nè. Nói à. Trời ơi cưng cưng chứ đi ủng hộ giùm chị coi. Còn có 3 bịch nè, còn 2 bịch nè là hết rồi cưng ơi. Ủa vậy hả chị? Ồ thôi vậy lấy em 2 bịch đi. Dự định móc tiền ra đưa tôi 60 ngàn. Cái ông kia, cái không, cái hai vợ chồng kia mới đậu xe lại. Chị có bánh tráng không? Còn dưới đây nè cưng. Bà làm gì vậy? 5 bịch kìa chị ơi. 5 bịch kìa. 5 bịch ra ngoài bán đi má. Quỷ. Vui lắm. Nè, không lo, không biết lấy xe được không, không lo. Tiền ơi, hết tiền. Ok, ok. Chỗ này ngủ lại cái ly đi. Này ngủ. Ai ăn? Bỏ lại kìa. Chị ngủ kìa. Này nhắn cho mày phở lên chị Hùng. Thằng này mà cho tôi mà cởi ngựa nó một ngày đi ha. Cái lưng nó chốc dãy liền. Trời ơi, tôi cào dãy cho coi. Qua. Trời ơi, bánh tráng mình cũng đã hết rồi phải không em? Thôi để mình qua đây mình hỏi Giáng Tiên có còn bánh không? Cái lưng còn bắp không? Đi dạo một vòng coi. Nè trả tiền cho chị nè. Thôi má không, không không. Nào mua là mua, nào cho nào xin xin. Tiền đâu thôi. Không còn 20 ngàn xu quá nè, có 20 ngàn xu. Đó thấy không? Rồi tiền đâu thôi. Giờ thôi yếu đi má. Khoan đi dò hỏi chị Giáng Tiên có thăm chị. Ủa chị Tiên. Chị Tiên ơi. Chị còn bắp không vậy? Đâu còn đâu, còn nồi đó đó em. Trời ơi. Chị Tiên còn một nồi. Tội nghiệp quá à. Thật sự là chị Tiên này thiệt là đáo để. Để hỏi thăm. Ủa giờ còn đồ ăn quá trời vậy nè. Tội nghiệp ghê chưa. Trời ơi. Còn bắp quá trời vậy. Trời ơi. Trời ơi là trời, cảm ơn nghe. Hôm nay không biết đi chợ quá trời má. Trời ơi. Còn trứng cút nữa. Trời mới hành này chút nước bỏ đúng không chị? Bỏ là gì? Mới hành này là mình bỏ, ngày đâu để ngày mai bán được đúng không chị? Lát chị cho em. Trời ơi chị Tiên này bà đồ ăn bà cũng sạch sẽ lắm. Dạ. Cái gì là bà bán không được bà bỏ hết trơn à. Đầm hồng. Trời ơi chị Tiên mà. Đi em dưỡng hồ bắp vậy đi cơm. Tiên đi ra cơ cơm. Bắp bé. Thoại. Mua bánh tráng nè. Ngon quá gì. Ủa, em biết bánh tráng ở đây đông xếp hàng rồi em phải. Ủa, đi anh chạy vô bánh tráng của em ở trong chứ phải. Vô đây. Vô đâu? Vô đâu? Ờ sao đây? Không được để sao. Bánh tráng của em. Ở đâu? Trong. Ở đâu? Em muốn vậy. Đó. Làm như nào? Mua cái gì? Bánh tráng. Bánh tráng. Bánh tráng. Vô đây với các thi nè. Rồi vô lùm luôn, vô lùm luôn. Rồi tụt chi coi coi. Anh lại giả bà ba bạc tay bà cho liền đó. Giọng vô mỏ ký vô mỏ cốc.
rồi anh muốn mấy bịch nào? Hết xoài nha, hết rau răm nha. Đâu đâu cho xem nào chứ. Có biết là mình đặt đông á. Thì tụi anh đang đến cuối ngày rồi anh muốn đông nữa hả? Đúng. Dạ hai phần. Không, hết xoài hết rau răm á. Ôi lấy được. Thế ủng hộ hả? Qua đây ủng hộ tuân đêm đi. Tôi đang cô đơn mình ơn nè. Thật sự là cả ngày là thấy là đông lắm ấy, phải để đợi đêm mới qua đấy. Bao nhiêu tiếng nhỉ? Qua đây nè, tao nắm tay cái coi. Đây đẹp không? Đây đẹp không? Thích quá. Rồi tôi nắm đấy ạ. Đừng có nắm cái này. Nắm cái cột ba bóng lên sáu ấy. Cột này ba bóng ấy. Alo. 60. 3 tiền. Ơi, 3 tiền. 60. Đang nguồn okay. Đã. Thế đêm mai lại qua ủng hộ nhá. Cảm ơn, có 10 ngàn không dạ? Có 10.000 này. Wow. Bán được nhiều quá. Không có tiền lẻ thiệt. Có 10 ngàn, có 10 ngàn coi. Có 10 ngàn. Ngon lành vậy trời. Bữa nào? Bữa nào mà có cảm giác cô đơn ghé qua tôi nghe. Hôm nào cũng cô đơn mà. Trời ơi, tôi cũng cô đơn quá nè. Số đi. Trời ơi, đưa đây đi, tôi bấm số cho. Trời ơi. Thôi cho số đi để gọi vào, bắt đầu gọi thôi. Không, bấm Zalo đi, chơi Zalo đi. Mình chơi Zalo. Chơi Blue không? Blue là chơi gì? 0903. Chơi Zalo nha. 116. 116. 341. Rồi biết quận Cù Lẳng không? Đi cắt đi. Quận Cù Lẳng kìa. Còn hai phần cuối cùng lấy nó đi giùm chị. Rồi lấy hai phần cuối cùng cho anh Tăng. Okay. Đêm mai ra là phải có xoài với rau răm nha. Ừ. Đêm qua. Lấy hai phần đi con. Cảm ơn nghe. Trời ơi, ngon lành vậy trời. Anh trả tiền. Đi nghe chưa không? Ừ, cảm ơn. Về đi má. Trời, người ta cũng thương. Mày muốn coi thi cho coi thi nè. Vừa lòng chưa? Khó đó. Vừa đang chưa? Bán cái thi chưa? Vừa lòng chưa? Rỡ cái sợ ra đi em ủng hộ. Cái gì? Rỡ cái sợ ra đi. Sớ hả? Sớ là cái... Trời ơi, em ăn cái chuyện cái duyên dụng thiệt đó em. Ồ, mai chị em chị gặp nhau mà mở cái miệng cái qua tươi quá ha. Cô tiên là cái gì khó chế được bị đê. Thích con chó này quá. Chó nãy anh mất 50 chứ nó. Bánh tráng chị Tiên, chị Tiên. Chọn ai mình. Trông quá không lấy. Vuốt cho nó phải ra. Cái tiền lấy được không ta? Thôi, sắp gớp. Mày con nó không gớp đâu mà hỏi gì vậy? Nó. Cất ghê. Để cô bỏ cột ba gấp vậy rồi. Thì còn cúng ngoài kia. Nếu anh em con cái đầu rồi ra. Để cái đứa cột ra. Không được, gấp cái đầu là không được. Trời ơi.
lấy được 1.000 con thú. Mất già ghê, giờ sao? Bỏ cuộc. Trời. Tôi kỳ tiền này nó không có nhai tiền cái gì.